Trong không khí tưng bừng của ngày đầu xuân năm mới, hòa chung với không khí xuân ấm áp, Tết cổ truyền của dân tộc, được sự đồng ý của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Về dự với chương trình hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Về dự với chương trình hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể cấp thị, các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban thị ủy, Ủy ban Nhân dân xã, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, các xã phường trên địa bàn thị xã, và đặc biệt là sự có mặt của đông đảo bà con nhân dân trên toàn địa bàn thị xã. Và sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Bỉm Sơn lên đánh trống khai xuân Kỷ Hợi 2019. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và sau đây, chúng ta cùng thưởng thức chương trình trình diễn nghệ thuật đặc biệt chào xuân Kỷ Hợi 2019. Trong chương trình có sử dụng các ca khúc Về với xứ Thanh, Em muốn anh đưa em về, Mùa xuân trên quê hương, Đừng như thói quen, Ngày xuân long phụng xuân vầy, Như hoa mùa xuân, Hoa cỏ mùa xuân, Liên khúc xuân, Thì thầm mùa xuân, Vũ điệu Carnival, Những ngày xuân rực rỡ, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ Huyền Trang, Quán quân Sao Mai 2013, sự diện của các ca sĩ trẻ được yêu thích, ca sĩ Jackie, ca sĩ Candy, nhóm nhạc The Girl, vũ đoàn Oscar. Và sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu.
một miền nắng cát mưa giật bao vui, có vượt biển sông trào mới hiểu người vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong em từng khao khát như muốn vỡ òa, cay đắng nhưng đã xóa nhòa. Baby, you and me, just you and me. Vì gần nhau từng hơi thở không nói nên lời, tâm trí em đã rơi bời. Baby, you and me, baby, em muốn anh đưa em về. Em muốn anh đưa em về. Em muốn anh đưa em về. Em muốn anh đưa em về.
đang ở cạnh bên những giá xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, khác nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi gian phòng ai. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là xa. Chỉ là thật quen, từng quên, chút nhớ, từng mong chỉ tình nhắn. Tình nghĩ rằng anh thật may mắn, chỉ có ai là người mong mơ thôi. Cứ cố chấp để mong sẽ xa số. Thời gian khi bây là con người, mong bình yên từ em thôi nhớ. Cuộc sống giờ đây như cảnh giờ bao đến thì em sẽ cũng không buồn chiếu. Em là người nhà cũng từng biết, anh biết ở đây với em rồi chẳng cần biết. Nhà bây giờ đây có nhiều thêm là lúc quyết em cũng tìm đến sao hoa trong buổi mơ đến thời gian. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giá xa xôi. Cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ai. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Đẹp
những Tết sau được nhiều lúc hơn Tết này. Tết đêm đoàn tụ cùng ở bên Tết hồng và nơi bánh trưng xanh trời xuân đang xa. Sương chữ nặng hạt ngọc trên lá cò, trên bông tầm xuân trước thềm nhà. Vì anh đã biết em trôi qua, người anh vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền cô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng. Thế nên anh hoa cò mùa xuân và mùa xuân biết em đã mang một mối tình nồng hậu. Này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cò, trên bông tầm xuân trước thềm nhà. Vì anh đã biết em trôi qua, người anh vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền cô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhớ thương. Thế nên anh hoa cò mùa xuân và mùa xuân biết em đã mang một mối tình nồng ấu. Và trong ánh mắt lấp lánh
là yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên ai thì thầm. Làm giọt kề vô tóc em và làm sao nói cùng em nhớ thương. Trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vu tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Thank you.
Và bây giờ chính là giây phút chúng ta cùng chờ đợi nhất cho buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là màn pháo hoa rực rỡ nhất cho buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đếm ngược. Bắt đầu. 9 8 7 6 5 4 3 2 1
đẹp 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 tí quay nào. Okay.